Lời Phật dạy, có ba cái khổ trong đời. Cái nào mà bạn chưa từng trải qua? Phật dạy, đời là bể khổ. Cái khổ trong đời có ba cái khổ to nhất. Khổ nào là tự nhiên? Khổ nào do chúng ta tự chuốc lấy? Khổ nào lớn hơn khổ nào? Thứ nhất, cái khổ trong đời, khổ tự nhiên. Khổ tự nhiên như đói quá, no quá, nóng quá, lạnh quá, vân vân, thì ai sinh ra trên đời, từ Phật cho tới chúng sanh đều phải có. Khổ này cực kỳ quý giá, là món quà tạo hóa tặng cho mỗi người. Nếu không có cái khổ này thì trở thành cục đá, không có cảm giác biết nóng lạnh, vân vân. Cái khổ này là tự nhiên, là cần thiết, như bản năng sinh tồn trong đời sống, giúp chúng ta biết rõ mức nguy hiểm đến mạng sống để tránh. Biết sống tức là biết trân quý giá trị của cái khổ này trong cuộc đời. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ về mặt vật chất như bệnh tật, sự giàu nghèo hay tổn thương về mặt tâm lý. Nó còn ám chỉ rằng cuộc sống trong chính nó với sự tạm thời không ổn định và không thể đáp ứng được các kỳ vọng và khao khát của chúng ta. Theo quan niệm Phật giáo, khổ tự nhiên là một đặc trưng căn bản của sự tồn tại. Sự thay đổi, sự phiền não và sự không thỏa mãn là những khía cạnh cốt lõi của cuộc sống. Dù chúng ta có được những niềm vui tạm thời, chúng cũng chỉ là những trạng thái tạm thời và cũng không thể duy trì mãi mãi. Khổ tự nhiên không chỉ đề cập đến sự đau khổ mà còn là một lời nhắc nhở và một cơ hội để khám phá và hiểu rõ sự vô thường và phiền não trong cuộc sống. Nó khuyến khích chúng ta tìm kiếm sự giác ngộ và giải thoát từ chuỗi khổ tự nhiên bằng cách tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm. Tầm quan trọng của khổ tự nhiên trong Phật giáo không chỉ nằm ở việc nhận biết sự tồn tại của đau khổ, mà còn là ở việc nhìn nhận nó và tìm kiếm lối thoát. Điều này mang đến hy vọng và khát vọng để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng từ chuỗi khổ tự nhiên. Thứ hai, khổ quả. Theo lời Phật dạy, cái khổ này là hậu quả của những nhân bất thiện trong quá khứ. Khổ này biểu hiện luật nhân quả, giúp mọi người thấy ra những nghiệp nhân sai lầm mà mình đã tạo tác trước đây. Hầu qua đó, biết điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình. Khổ quả mang tính giáo dục rất cao, giúp mọi người tiến hóa trên đường giác ngộ, giải thoát. Nếu không có khổ quả, thì không ai biết được mình đã sai lầm như thế nào. Khổ quả là một khái niệm trong đạo Phật, cũng được gọi là duyên khổ hoặc karma. Nó đề cập đến quá trình hậu quả của các hành động, ý niệm và tư tưởng mà chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Theo quan niệm Phật giáo, khổ quả là quá trình mà chúng ta gặp phải những hậu quả và trải nghiệm những hành động tích cực hoặc tiêu cực trong quá khứ của chúng ta. Theo đạo Phật, mỗi hành động của chúng ta sẽ tạo ra hậu quả, và chúng ta phải chịu trách nhiệm và trải qua kết quả của những hành động đó. Khổ quả không chỉ giới hạn trong một đời sống hiện tại, mà có thể kéo dài qua nhiều đời sống liền kề. Nó không chỉ bao gồm những khổ đau và khó khăn, mà còn bao gồm cả niềm vui và thành công. Khổ quả không phải là một hình phạt, mà là một cơ hội để chúng ta học hỏi và phát triển tâm linh. Nó giúp chúng ta nhận thức được quan hệ giữa hành động và hậu quả, khuyến khích chúng ta làm việc để làm điều tốt và giữ tâm trong sạch. Trong đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là giải thoát khỏi khổ quả và đạt được niềm an lành và giác ngộ tối cao. Để làm điều đó, chúng ta cần tu tập các đức tính cao quý như từ bi, nhẫn nại và chánh niệm, để dần dần
giải thoát khỏi chuỗi khổ quả và tiến tới giác ngộ và giải thoát. Thứ ba, khổ ảo. Khổ này chỉ do ảo tưởng tạo ra, chứ vốn không có thật. Đây mới chính là khổ đế mà Đức Phật nói đến trong Tứ Diệu Đế. Nó còn khổ hơn cả hai loại khổ trên, nên mới gọi là khổ đế. Khổ này có thể chấm dứt hay đoạn tận khi không còn ảo tưởng tham sân si. Nhầm lẫn khổ đế với khổ tự nhiên và khổ quả là không đúng. Khổ do dục ái, hữu ái, phi hữu ái tạo ra mới hình thành khổ khổ, hoại khổ, hành khổ trong khổ đế. Ba loại khổ trong khổ đế này đều do ảo tưởng tạo ra nên gọi là khổ ảo. Mặc dù do ảo tưởng tạo ra, nhưng một khi đã hình thành kết quả thì lại trở thành khổ quả thật. Thí dụ, do tưởng tượng mà sợ ma. Khi đã sợ hãi thì lại mất ăn mất ngủ. Thế nên từ khổ ảo của tâm sinh ra khổ thực trên thân mà trở thành khổ thọ. Nếu ảo tưởng biến mất thì khổ ảo cũng biến mất luôn. Chỉ còn di chứng trên thân mà thôi, như nhồi máu cơ tim chẳng hạn. Thí dụ, một người thấy sợi dây tưởng là con rắn thì sợ hãi, lo âu phát sinh nên thần kinh căng thẳng mà khổ. Nhưng khi nhìn lại thấy sợi dây thì toàn bộ ảo ảnh cùng với ảnh hưởng của chúng chấm dứt. Cho nên cái khổ này là khổ có thể chấm dứt được bằng cách quán chiếu, thấy được nó chỉ là do ảo tưởng sinh ra. Khổ đế cần phải được hiểu đúng. Nhiều người hiểu lầm khổ đế là khổ tự nhiên hoặc khổ quả nên cố tu để mong thoát ra hai loại khổ này. Như vậy chẳng khác gì gỗ đá. Chỉ khi nào thấy khổ do ảo tưởng sinh ra thì lúc đó chấm dứt ảo tưởng của bản ngã, và tất nhiên cũng không còn cái khổ đế đó nữa. Nhưng lúc đó mới thấy cái khổ tự nhiên chính xác hơn để tránh. Thí dụ, uống một chút rượu đã thấy rõ tác hại của nó ngay, nên không bị nghiện ngập và tránh được bệnh tật. Hoặc khi có khổ quả thì biết nguyên nhân do mình tạo ra nên không than trách ai khác. Cho nên chỉ chấm dứt cái khổ do ảo tưởng tạo ra mà Đức Phật gọi là khổ đế thôi, chứ không phải mong cầu thoát khỏi cái khổ tự nhiên và khổ quả. Đó là chỗ nhầm lẫn lớn trong việc tu tập. Nếu nhầm lẫn như vậy, sự tu tập sẽ hướng đến quỷ diệt sự thật, chứ không phải quỷ diệt bản ngã tạo ra ảo tưởng. Cũng cần phân biệt giữa nhân và quả. Có cái khổ thuộc tâm vô nhân dị thục, gọi là thọ ưu, nhưng vẫn là khổ quả, chứ không phải tâm sân thuộc nhân tạo tác. Cái thân có các tri giác, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc giác, và biết này chính là biểu hiện của tâm vô nhân dị thục. Có các cảm thọ lạc khổ hỷ ưu và xả, nên khi tiếp xúc với một đối tượng nào đó, do tâm vô nhân dị thục bất thiện mà khổ ưu tự sinh, chứ không phải do nhân tạo tác hiện tại. Thực ra, nếu không có tâm vô nhân dị thục thì cũng không có thân này. Ngay cả báo thân của Phật và các bậc thánh cũng từ tâm vô nhân dị thục mà có. Cho nên các ngài vẫn có các cảm thọ khổ ưu. Nhân quả trong nghiệp báo cũng là hệ luận của nhân quả tự nhiên, nên khổ quả cũng vẫn có tính chất tự nhiên, chỉ khác ở chỗ vô tình và hữu tình mà thôi. Phật chỉ ra bảy việc không đáng để làm trong đời người. Đời người ta chẳng phạm sai lầm, làm những việc không đáng để phải gánh hậu quả. Nhưng nếu nghe lời Phật dạy, biết mà tránh, thì cuộc đời sẽ an nhiên, khoan thai hơn rất nhiều. Thứ nhất, trốn tránh trách nhiệm. Để làm được điều này quả thực không dễ dàng, bởi thật khó để giữ tâm bình thản khi đối diện với khó khăn. Nhưng bình tĩnh đối diện mới là chìa khóa giải quyết mọi khó khăn. Còn trốn tránh trách nhiệm thì chỉ lãng phí thêm thời gian
cũng như sự lo lắng của bản thân mà thôi. Thứ hai, tự lừa dối bản thân. Mình không tài giỏi, nhưng cứ tự lừa dối rằng mình giỏi giang hơn người. Mình đang đau khổ, nhưng lại cứ quyển quặt bản thân trong thứ hạnh phúc mông lung, khó nắm bắt. Tự lừa dối bản thân là điều không đáng làm trên đời này. Bởi khi ấy, bạn sẽ chẳng nhận ra khả năng và vị trí của mình ở đâu, không có hướng đi rõ ràng, luôn quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực. Vậy nên, nếu muốn gặp được cơ hội tốt, muốn được thành công và hạnh phúc, hãy bắt đầu từ việc chân thành đối đãi với chính mình. Có yêu bản thân thì mới yêu được mọi người xung quanh, cũng chính vì lẽ đó. Thứ ba, cố gắng trở thành người khác. Ai cũng một lần trong đời ngưỡng mộ người khác và mong muốn bản thân mình trở thành người ấy. Đó thực sự là một sai lầm không đáng có. Một người xinh đẹp, thông minh, thành đạt, ưu tú hơn mình, nhưng có một sự thật là họ không phải mình và mình chẳng bao giờ là họ. Thay vì cố gắng để trở thành người khác, hãy chính là bản thân mình, cố gắng hết sức để trở thành người tốt, lương thiện, bao dung nhân loại. Và khi ấy, chính bạn cũng trở thành người đáng ngưỡng mộ trong mắt mọi người xung quanh. Thứ tư, chìm đắm mãi trong quá khứ. Phật chỉ ra điều không đáng làm trong đời người, trong đó có việc chìm đắm mãi với quá khứ. Quá khứ là thứ đã qua đi, không lấy lại được. Tương lai là những gì sắp diễn ra, không nắm bắt được. Hiện tại mới là cuộc đời, là lẽ sống của mọi người. Vì thế, đừng mãi đắm chìm trong quá khứ, để rồi khi thực sự thức tỉnh đã thấy mình già nua, lạc hậu, khó lòng bắt đầu với cuộc đời mới. Thứ năm, sợ phạm sai lầm, trách móc bản thân. Có người làm mọi việc bất chấp sai lầm, nhưng cũng có người không dám làm việc gì vì sợ phạm phải sai lầm. Thử hỏi trong đời, có mấy người là không từng trải qua sai lầm để gặt hái thành công? Đôi khi, điều khiến bản thân mỗi người hối hận, dây dứt mãi, không phải là làm một việc sai lầm, mà là không dám làm nó. Trách móc bản thân vì phạm sai lầm cũng là điều tốt để phản tỉnh, đánh thức cái thiện lương trong tâm hồn, giúp bản thân trưởng thành hơn. Mỗi sai lầm hôm nay sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai, giúp bạn hoàn thiện chính mình. Vì thế, thay vì trách cứ bản thân, chỉ bằng hãy tìm cách sửa đổi nó, biến nó thành động lực để giúp mình bay cao, bay xa hơn nữa trong cuộc đời. Thứ sáu, đáp ứng mọi nhu cầu của bản thân. Phật chỉ ra rằng dục vọng con người như chiếc thùng không đáy, gần như là vô hạn. Bởi thế, trong đời này, nhu cầu bản thân, những điều chúng ta mong muốn là vô cùng nhiều, khó mà kể hết. Tuy nhiên, có những thứ thực sự khiến ta thỏa mãn và hạnh phúc đôi khi rất ít và đơn giản. Đó có thể là nụ cười và sự cho đi, là tình yêu thương. Hãy tu tâm dưỡng tính, biết được nhu cầu nào là cần thiết và điều gì cần buông bỏ. Mãi mê chạy theo để đáp ứng mọi nhu cầu bản thân là điều không đáng để làm trong đời này. Thứ bảy, lãng phí thời gian vào nhầm người. Cuộc đời ngắn ngủi, sinh tử liền kề, nên đừng đem những ngày tháng quý giá ấy để lãng phí nhầm người. Đôi khi chúng ta chìm đắm trong đau khổ mà quên mất cách buông bỏ, đẩy lùi phiền não. Bạn bè tốt là cả khi giàu sang hay cơ hàng đều nghĩ tới nhau, chứ người mà khi phú quý huy hoàng mới đến kết giao thì chưa chắc đã là bạn chân chính. Chúng con xin cúng dường Phật bảo, bao cành hoa toàn hảo hiến dật, cầu mong thoát chốn mê trật, niết bàn chống đến hầu gần thế tôn. Hoa này sẽ bất tồn dương cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế đi, sát thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Chúng con xin cúng dường pháp bảo,
Bao cành hoa toàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn duyên cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng còn phải chịu thế ni, sát thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Chúng con xin cúng dường Tăng Bảo, bao cành hoa toàn hảo hiến dâng, cầu mong thoát chốn mê trần, niết bàn chống đến hầu gần Thế Tôn. Hoa này sẽ bất tồn duyên cảnh, ủ rũ dần hình ảnh còn chi. Chúng con phải chịu thế ni, sát thân ngũ quẩn chuyển di bất thường. Dân hoa cúng đến Phật Đà, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cúng đến Đạt Ma, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Dân hoa cúng đến Tăng già, nguyện mau giải thoát sinh già khổ đau. Hoa tươi nhưng sẽ úa sầu, tấm thân tứ đại khỏi sao điêu tàn. Ba lạy. Vì sao tôi đi tu? Tôi đã thấy biết bao người giàu có, chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê tham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa, chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa, muốn biên thủy rộng mở. Người thế gian từ bần dân vua chúa, đứng trước tử thần tâm vẫn còn tham, tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bó tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao lại bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi, đem theo gì trên mình mảnh vải liệm, còn lại chăng bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi trần gian, nhưng phải chịu tái sinh theo nghiệp lực. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đeo theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải, bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già đua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn luôn sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sinh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sinh về kẻ khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sinh tử tái sinh vòng lẫn quẩn. Như kẻ cướp chịu luật đời phân xử, nghiệp chúng sinh nghiệp nhân quả vô minh, để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ người gây nghiệp ác. Dục lạc ngũ trần vị ngọt ngon thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can, thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng. Làm tu sĩ tôi sống đời thanh thản, kiếp người mong manh như cành cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín lục rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ khưu vui đạo sống thanh bậc. Kệ khuyến tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngậm, danh mà chi lời lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý như vần mây tan hợp. Sang cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu cũng hưởng một đợt. Lẽ tử sinh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc. Kìa sinh tử thấy liền trước mắt,
nắm cô phận đa thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đó, mai chưa chắc được. Phần nổi bệnh, nổi già, thúc phượng, sống trên đời, sống được bao lâu? Mới mày xanh, kế đã bạc đồng, rồi lại đến quan khâu một năm. Ôi, tam thốn khí tài thiên năng dục, nhất đáng vô thượng vạn sự hư. Muôn việc đều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt. Nào sự việc, thân nhân, tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không? Sinh giả không, hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, rồi tử sinh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luân, ngẫm ngán thay định lý vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cầu nương theo giáo pháp Phật đạt, dốc một lòng từ giác giác tha, hành bát chánh hướng về đạo quả, kịp thức tỉnh mê độ tốc xạ, thôi đắm say quyển quá hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sinh bất diệt. Lễ bái phụ mẫu kệ. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ xuyên con sợ lỗi nghị ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ quốc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội dạy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nục, tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật quế trượt ung dung lau chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất có mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Kinh tụng sám hối. Tụng đêm 14, rằm và 30 trong mỗi tháng. Cúi đầu lại trước bửu đài, con xin sám hối từ rầy ăn năn, xưa nay lỡ phạm điều răn, do thân khẩu ý bị màng vô minh, gây ra nghiệp dữ cho mình, sát sinh hại vật chẳng tình xót thương, giết ăn hoặc bán không lược, vì lòng tham lợi quên đường thiện nhân. Quang quang tương báo cõi trần, trầm luân biển tối chịu phần khổ lao. Xét ra nhân vật khác nào, hại nhân nhân hại, mắc vào trả vay. Lại thêm trộm sản cướp tài, công người cực nhọc hàng ngày làm ra, lòng tham tính bảy lo ba, mưu kia kế nọ lấy mà nuôi thân, hoặc nuôi quyến thuộc xa gần, làm cho người phải lấm lần than van, tà dâm tội nặng muôn ngàn, liệu toan chiếu sách làm đàn chẳng nghe. Vợ con người phải lầm tay, mất trình thức tiết phải tai tiếng đời, xấu cha hổ mẹ nhiều lần, xa lìa chồng vợ rã trời lứa đôi, vọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có, có rồi nói không, dụng lời đâm thọc hai dòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em, mắng nhiếc chửi rủa pha dẹp, xóm làng cô bác chị em không chịu, nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báu hết trưa đến chiều, uống rượu sinh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói điều chẳng kiên, say xưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên khác nào, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà, sang tham những của người ta, mong sang đoạt được lòng ta mới ưng, nết sân nóng giận không chừng, toan làm hại chúng bần khuân trong lòng, si mê tinh chà chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chẳng tin Phật pháp cao xa, thầm thâm vi diệu bao la trên đời,
nếu con cố ý phạm lời, hoặc là vô ý lỗi thời điều răn, hoặc xúi kẻ khác bào tàn, hoặc nghe thế ác lòng hằng vui theo, phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì nhân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen, khinh khi Tam Bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sinh lại như thường. Tội nhiều kể cũng không lược, vì con ngu dốt không tường phân minh, dễ vui Tam Bảo hại mình, bởi nhân không thấu vô minh nghiệp tà. Cho nên chân tánh mới lạ, tối tâm chẳng rõ, say ngoa thổi độc, quá nên khờ dài đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Khác nào bèo bị gió quay, lên lên giữa biển vật vờ bờ sông, xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này. Con xin sám hối từ đây, nguyện cho Tam Bảo đức dạy độ cho, tội xưa chẳng hạn nhỏ to, con nguyện dứt cả chẳng cho thêm vào. Tâm lành dốc chí nâng cao, cải tà quy chánh chú vào Phật ngôn, cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, thoát vòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Mặc ai danh lợi buông xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần, trước là đồ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần kiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều, duyên lành đều cũng ít nhiều kết xây. Con xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tưởng, cùng là thân thích tha phương, hoặc đã quá vãng, hoặc thường hiện nay. Chúng sinh ba giới bốn loại, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ lại lãnh thâu quả này, bằng ai xa cách chưa hay, cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng, thấy đều thọ lãnh hưởng chung, dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai. Nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành, nguyện cho Phật pháp thịnh hành, 5000 năm chẳng phước lành thế gian. Kệ vô thường, khổ não, vô ngã. Biển trần khổ, sóng bồng lai láng, kiếp phù sanh đáng chán biết bao. Tấm thân chìm đắm dạt dào, mịt mờ chưa biết đời nào thoát ly. Cõi giả tạm ít gì sự thế, uổng tâm tư tìm kế miên trường. Trần hoàng vạn vật vô thường, khổ não vô ngã đầy đường chông gai. Do báo nghiệp lưu lai từ trước, các pháp hành tạo được thân duyên, pháp hành kế tục nhau liền, diệt sanh, sanh diệt triền miên không ngừng. Người hay thú đồng chung số phận, hễ có thân ngũ quẩn không bền, chịu điều biến đổi đảo điên, sanh già đau chết không yên lúc nào. Thể vật chất không sao giữ nổi, sức vô thường phá mỗi sát na, xét cùng đâu phải thân ta, khó ngăn tóc bạc không cầm răng lông. Lửa ái dục đốt lòng từng phút, vấy ưu phiền chẳng chút nào nguôi, dễ chi được tạm an vui, suy mòn vì nhuộm nặng mùi trần ái. Chừng thân chết nảy hơi hôi hám, người ai ai chẳng dám lại gần, gớm ghê dầu bậc chí thân, đều sợ xui lụy hương lân cửa nhà. Chọn một chốn rừng già hoang vắng, đem thây thi an táng cho xong, địa táng quả táng chẳng động, tùy duyên tùy lực vẫn không quản gì. Đưa xác chết người đi đông đúc, kẻ thân nhân uất ức khóc than, hình hài ba khúc rã tan, thanh danh tiêu diệt, họ hàng cách xa. Khổ tử biệt thiết tha đung nấu, biệt gia tài của báo tình yêu, tấm thân ngũ quẩn đã tiêu, đất nước gió lửa về nhiều căn nguyên.
thân đã chẳng thiên duyên ngày tháng, buổi chia lìa ngao ngán đau thương. Chúng sinh ba cõi vô thượng, nên vung cội phước tìm đường siêu sanh. Lựa các thứ nhân lành gieo giống, quả kết trong kiếp sống về sau. Mở lòng bố thí dồi dào, học kinh trì giới khá mau tu hành. Kẻo rồi phải điêu linh sa đọa, vào bốn đường ác đạo khó khăn, vô cùng khốn khổ thân tâm, đời đời kiếp kiếp trầm luân không về. Thân khẩu ý giữ gìn trong sạch, dẫn trên đường thanh bạch mà đi, dầu cho chuyển kiếp đến kỳ, cũng còn trong ngóng thoát ly khổ sầu. Ráng hối quá quay đầu hướng thiện, ác nghiệp trần đoạn tuyệt chớ gieo. Tâm đừng xu hướng vui theo, thiện duyên gầy dựng trần lao dứt lần. Các phương pháp yên tâm tình trí, chúng sinh cần tìm kiếm học hành, cho lòng chán nản phát sanh, cội nguồn tội khổ hiểu rành sâu xa. Pháp chán nản dạy ta suy xét, khổ cõi đời số cát sông hằng, tám điều khổ não ghi bằng, đây lần lượt giải ngọn ngành như sau. Cõi trần thế ra vào há dễ, luật tuần hoàn nào kể chi ai. Thân ta chẳng lựa gái trai, cũng đều mắc phải đọa đầy khổ sanh. Khi nghiệp đến pháp hành cấu tạo, thác sanh vào lòng mẹ thành phôi, nguyên tố nhỏ nhất vô hồi, vốn là chất lỏng giống dầu mà trong. Giọt dầu ấy dính lông con thú, ta cầm lên rẫy vũ 7 lần, chỉ còn chút ít dính gần, đó nguyên chất khởi nên thân con người. 7 ngày đầu còn tươi trong vắt, rồi lăn dần biến sắc đổi màu, đến tuần thứ 7 về sau biến thành một chất trong vào đáng ghê, đỏ vật vật, mỡ pha lẫn máu, bởi nguyên hành cứ tạo thêm ra. Lại đến 7 bữa thứ 3 hóa thành chất đặc như là thịt dư. Trong bụng mẹ an cư một chỗ, miếng thịt thừa tội lỗi xiết chi, tuy hình hài kết thế ni, nhưng mềm mại như chì rã tan. Tưởng tượng đến 100.000 gây sợ, phôi bây giờ tương tự trứng gà, phôi này còn yếu chưa già, tuần tự thay đổi 7 ngày thứ 4. 7 ngày nữa từ từ biến hóa, bắt đầu chia tất cả 5 nhánh. Tuy hình chưa hẳn thật thành, nhưng đã có dạng đầu mình chân tay. Pháp hành đã tạo hoài không dứt, tuần thứ 5 thất nhật vừa qua, nhỏ to hình dáng đẩy đà, 35 ngày ấy đã ra hình hài. Ngoài 3 tháng thành thai cứng cáp, thai loài người nào khác thú đâu, cũng đều khổ não âu sầu, ở trong bụng mẹ co đầu rút chân, ngồi lởm chởm còn hơn ràng buộc. Trên đồ ăn vừa được tiêu tan, hai tay nắm lại đỡ cầm, mặt dây lưng mẹ tối tăm mịt mờ, quanh mình vấy chất dơ hôi thối, đầu đội đồ mẹ mới ăn vào, vừa dơ vừa ngợp xiết bao, nên hằng giấy dùa thân nào được yên. Nếu mẹ chẳng cử kiêng ăn uống, mặt đói no nuốt bướng nhai cạn, nóng cay nguội lạnh không màng, miệng vừa khẩu dục ngó ngàng chi con. Vật thực trúng da non của trẻ, nóng giật mình lạnh sẽ phát run, đau thương khổ não không cùng, như chim bị trận bão bụng mưa xa. Là giống khỉ trải qua mưa gió, nằm co ro một xó rét run, kinh hoàng sợ sệt hết lòng, chẳng kham nỗi khổ dây tầm đôi bên. Hoặc kiếm ở phía trên hay dưới, hoặc là nơi mấy bụi gần đây, chừng nào tìm được bồng cây, chui vào ẩn náu thân này mới an. Đủ 10 tháng vẹn toàn thân thể, gần kỳ sanh lòng mẹ chẳng vui, lo âu và luống bùi ngùi, sợ sự tai hại trong hồi khai qua. Mãn toan tính đắn đo cân nhắc, biển mênh mông chưa chắc được qua, quanh quẩn công chuyện trong nhà, dễ vui nào dám đi xa bao giờ. Kịp đến lúc ngồi chờ qua nợ, quyến thuộc vậy kẻ đỡ người nâng, chịu điều đau khổ từng cơn, dầu kiên gan mấy cũng sờn nỗi đau. Người cả thảy
không sao tránh thoát. Bỗng dường như bão tạt vào thai, hài nhi như chớp đã dậy theo đường kinh huyết ra ngoài sản môn. May được lúc lâm bồn yên tĩnh, cả mẹ con khỏe mạnh vuông tròn, ấy nhờ hồng phúc nhà cọp, chúng sinh kiếp trước gây nhiều thiện căn. Nếu phước báo không bằng tội ác, khi sinh ra chịu các khó khăn, dẫu còn sống sót nữa chăng, vật vờ dường phải đôi lần nhất hơi. Vì nhân ác đến hồi trả quả, chúng sinh này thảm họa chết non, chết ngộp hoặc chết mỏi mòn, chết ngoài bụng mẹ hoặc còn trong thai. Ngán ngẩm kiếp sanh lai tức tưởi, từ thác sanh đến buổi lọt lòng, mạng căn nào biết chắc không, nhưng đều phải chịu trong vòng khổ lao. Suy nghĩ chán xôn xao tất dạ, xét khổ sanh buồn bã âu sầu, đây là hết khổ được đâu, có thân còn phải lãnh thâu khổ già. Sự khổ già thân ta hằng chịu, dầu gái trai tiều tùy như nhau, đổi thay chẳng trước thì sao, suy mòn từ lúc tốn hao từ giờ. Buổi niên thiếu ngây thơ đầy đặn, sắc xinh tươi đủ vẹn mười phân, dáng điệu đẹp đẽ tốt lành, dương dương đắc ý tuổi xanh thường tình. Độ trẻ trung bốc hình tráng kiện, hằng phô bày thể diện đáng yêu, thế gian ai cũng ưa chiều, gái trai đều có tự kiêu thuở này. Mê muội tưởng đẹp hoài không giảm, quá lạc lầm quý mến thân ta. Sắm đồ trang sức xa hoa, điểm tô cho được đẹp ra tuyệt trần. Dùng kính lược dự phần giải gỡ, rồi phấn son sặc sỡ thêm duyên, chẳng vừa sở tạo tự nhiên, lấp mùi hám trượt ướp liền nước thơm. Công trang điểm sớm hôm không dứt, dáng bên ngoài đến cực kỳ xinh, đủ các tư cách gợi nhìn, thật ra đào khác như hình trái sung. Xác ô uế đều cùng nam nữ, túi đựng đầy những thứ đồ dơ, lại còn biến đổi giường mơ, chậm mau rồi cũng có ngày tiêu tan. Hữu tình đến vội vàng tuổi hạt, mái tóc xanh trắng bạc như bông, dầu cho càng trí hết lòng, cản ngăn nó cũng vẫn không nghe nào. Tay chân thấy mòn hao gầy yếu, lần lần còn xương chịu lấy da. Thôi thời tráng kiện đã qua, vô thường xô đuổi tuổi già đến thay. Mắt sáng suốt những ngày rực rỡ, chưa bao lâu đã trở nên mờ, trông xa các vật tờ mờ, nhãn quan suy kém có chờ cho đâu. Đồng thời phát khổ sầu tai điếc, lắng mà nghe chẳng thiệt tiếng tâm, nghe lầm ắt nói lại lầm, nhĩ quan đã hẳn âm thầm hoài tiêu. Cuộc biến đổi rất nhiều cơ sở, đây trưng ra mấy cớ thật gần, như răng phải rụng lần lần, đó là triệu chứng tấm thân đã già. Tham luyến sống cũng là phải chết, thân hữu hình chưa hết bao lâu, thế rằng sanh tử quan đầu, ta nên lấy nó làm câu răn mình. Cũng có kẻ quá tinh sức khỏe, tâm trẻ con thân thể đã già, có ai kêu thử ông bà, dầu không quán giận cũng là không vui, nghe tiếng gọi ngậm ngùi không dĩ, trái lại kêu bằng chị hay anh, tưởng mình đương độ xuân xanh, vui mừng thỏa mãn làm lành thêm lên. Hàng người thế không nên ái trước, người chẳng thông kinh luật khuyên răn, hàng này hay có làm sẵn, ai thân cận lắm ác hẳn nhờ lấy. Nghĩ chín chắn thân này ác hoại, đã nhớp nhơ mà lại không bệnh, khổ già đeo đuổi một bên, khổ đau liên tiếp cho thêm não nề. Ôi thảm khóc nhắc về bệnh khổ, một cơn đau phát lộ đến ta, do nhiều bệnh chứng hà sa, toàn thân rũ triệt thiết tha lắm hồi. Bệnh suyễn mệt nói thôi không xiết, bệnh ho lao bình kiết ung thư, ghẻ chóc tê bại cốt hư, đàn ông cũng phải chịu như đàn bà. Bệnh cùi lát túi da lầy lụa, những lan ben ăn túa châu thân, nhức đầu sổ mũi rút gân, phù thủng xương khắp tay chân mặt mày, lưng gối mỏi thiên thời gió rét, bệnh đau rang mũi nghẹt trái ban,
xương phổi cạn mật, héo gan. Những bệnh hư thận, nhiệt hàn cũng lo. Cử đôi bệnh nghiệm cho ra lẽ. Dầu bệnh cơ nặng nhẹ khác nhau, nhưng mà đã phải vương đau, khổ thân chẳng biết đã sao cho cùng. Đời hay nói đau chân hả miệng, ngoài thuốc thang còn chuyện gì đó. Giờ thầy bố trận lập đàn, ông này bà nọ cầu an đêm ngày, sợ có sự nạn tai dồn dập, cầu hỏi cho được gặp cơ duyên. Hết lòng khấn vái chư thiên, hộ căn bệnh ấy giảm thuyên từ đại. Vong cha mẹ trên mây ngoài gió, và ông bà mà có hiển linh, xin về độ bình mạnh lành, sửa sang tế vật lòng thành dân cho. Bởi lầm lạc chẳng lo kinh kệ, mãi chuyên cần tế lễ cầu xin. Bệnh do nghiệp chướng của mình, há vì cúng quẩy bình tình thoát sao? Thân đã có, nguồn đau phải có, mãi tối tâm chẳng rõ hiệp tan. Chúng sinh trong cõi thế gian, nặng nhẹ đều phải vương mang bệnh trật. Chỉ tránh khỏi có phần la hán, cảnh niết bàn dứt nạn khổ đau. Còn trong ba cõi trần lao, những sự chết, sống, ốm đau là thường. Thấy bệnh hoạn cảm thương thân thế, cũng toan lo tìm kế giải sầu. Khổ đau càng thấm càng lâu, rồi đến khổ chết bắt đầu dấn theo. Khi khổ chết đã gieo mầm dữ, thân chúng sinh mất sự thăng bằng, trẻ già đều phải hãi hùng. Nhưng gần đến chết thì lòng hay quên. Cơn hấp hối rung lên không dứt, khắp thân mình thịt giật gân thung, tay chân chuyển động dãy dụng, ruột gan giao cắt vô cùng đớn đau. Ngày tần số lâu mau đã tới, cái thức thần lìa vỡ xác dơ, rồi thân ba khúc nằm trơ, toàn thây lạnh buốt cứng rờ như cây. Quyến thuộc vẫn trong thây than tiếc, người chết rồi còn có biết chi. Thân kia đã gọi thây thi, con người ấy gọi là đi qua đời. Khi đã chết không nhờ của cải, cùng vợ chồng con cái mẹ cha, anh em quyến thuộc gần xa, khó trông dìu dắt cõi ma một mình. Thậm chí đến đồng trinh cắt bạc, để trong môi người thác theo lệ, cũng không đem được dừa kẹt, cõi trần để lại ra về hồn thông. Quỷ vô thường, vô song quyền thế, giết chúng sinh bất kể gái trai, giết người chẳng lựa cho hay, dầu chư thiên cũng bị tay bày vò. Đời sinh sống làm cho tiêu diệt, sát sinh linh chẳng biết xót than, chỉ trừ một cõi niết bàn, vô thường chẳng dám lộn hàng đến đây. Bởi chừng ở cảnh này tịch tịnh, đầy yên vui chẳng dính bụi trần, phước báo to lớn muôn phần, chẳng hư chẳng hoại là thân vàng rộng. Tưởng chết sống sinh lòng phiền não, muốn khỏi thì ráng tạo phước duyên, cố công trì giới tham thiện, đặng có kết quả về miền an vui. Chớ hờ hững dễ vui sự ác, đừng để cho lầm lạc càng tăng. Tỉnh liền vung tưới thiền căn, nghiệp theo chẳng kịp khi thăng niết bàn. Nếu lần lựa muộn màng sinh hại, cũng đừng nên ỷ lại vào ai. Bút thô một tiếng tăng bày, trong cơn hấp hối niệm sai lạc được. Ta nên nhớ vô thường khổ não, đừng để cho nghiệp báo đến nơi. Đọa đầy vừa lúc tắt hơi, bốn đường ác đạo đời đời khó ra. Sự khổ chết nguyên là nghiệp dữ, luật luân hồi tử tử sinh sinh, còn khổ quả báo sẵn dạch, chính ta gây kết đã thành từ lâu. Vô minh đã gieo sâu nhân ác, nhân đến hồi kết các quả sầu, do câu thiền ác đáo đầu, về sao phải chịu vui rầu chẳng sai. Vì lầm lạc giữ hoài tâm ác, cõi trần này giết thác sinh linh, mà không một chút niềm tình, cứ làm việc dữ tự mình không lo. Vật có chủ không cho cũng cắt, vợ con người mê hoặc tà dâm, tính toàn mưu kế âm thầm, chẳng kiên luật pháp, tối tâm làm liều. Nói dối cũng một điều rất dữ, lòng phát ra miệng cứ nói đùa. Có người uống rượu say xưa, dầu ai thức tỉnh không chừa thói quen. Cõi hiện tại nhúng nhen ngũ nghiệp,
tánh xấu xa chẳng kịp đổi thay, chết rồi phải bị đọa đày xuống nơi địa ngục chịu hoài nạn tai. Các tội ác không sai một bước, bỗng theo hình cái trước cái sau, nhân nào quả nấy liền nhau, mình gây mình chịu, ai vào giúp ta. Bị quỷ sứ hành hà đánh đập, kéo lôi bừa bầm dập chẳng thương, lửa phiền thiêu đốt thịt xương, chết sống, sống chết luôn luôn không ngừng. Sự khổ cực bởi thân ác báo, gái hay trai đã tạo phải mang, cảnh này ác quả đã tan, xin làm ngạ quỷ nhẹ nhàng đôi phân. Giống ngạ quỷ toàn thân ghê tởm, đói khát khao hôm sớm nhẹ nâng, ăn rồng máu mủ hôi tanh, hết kiếp ngạ quỷ tái sanh lên đời. Loài súc vật trên bờ dưới nước, lớn nhỏ vì từ trước dễ vui, đành cam số phận hẩm hiu, làm những vật thực để nuôi mạng người, bắt giết hại mấy mươi chẳng tiếc, tàn sát cho đáng nghiệp hồi xưa, hành hình thảm khốc mới vừa, đó là quả báo có chừa chi ai. Cũng có kẻ đầu thai thần quỷ, Atula ngạ quỷ khác chi, cũng đều đói khát nhiều khi, chịu chẳng biết mấy tăng kỳ kiếp lâu. Kiếp quá khứ rất giàu tội khổ, tội khổ này chẳng bỏ sót ai. Chúng sinh khắp hết bốn loại, thấp quá không hạn, noãn thai chẳng trừ. Nhân ác đã gieo từ vô thủy, quả xấu xa trực chỉ gieo mình, làm cho tất cả chúng sinh mỗi kiếp phải chịu khổ hình như trên. Cõi giả tạm dường tên thấm thoát, kiếp này qua kiếp khác đến thay, rồi trong những kiếp vị lai cũng là khổ não nạn tai vẫy đầy. Sự khổ não bao vây liền sát, khiến chúng sinh lầm lạc thêm hoài. Vì chưa thoát khỏi trần an, nên những nghiệp dữ không ngày nào xa. Đây ta thử xét qua hiện tại, chẳng khổ nào sánh lại khổ ăn. Vì nhân đói khát khó khăn, muốn cho no đủ nên hằng phải lo. Nghèo sạch đất giàu to cũng thế, nhọc ưu tư nào kể ngày đêm, có rồi lại muốn có thêm, bằng người chưa có cũng tìm cho ra. Nếu biên nhát ở nhà thông thả, ăn không lo lỡ cả núi sông, mối ăn nặng cánh bên lòng, mãn nuôi mạng sống dày công liệu lượng. Và chí trẻ vẫn thường làm lụng, làm kiếm ăn phải dùng tấm thân, xác thịt lẫn với tinh thần, khó khăn cũng chịu, nhọc nhằn cũng cam. Bệnh đói khát hàng ngày vất vả, thuốc dầu hay chẳng đã tật này, không được ăn uống ốm gầy, càng lâu ác phải bỏ thay khỏi trần. Ăn hay gấp mấy lần nhiều dược, có ăn rồi bệnh được giảm thuyên, chúng sinh dầu biến cũng xiên, không sao tránh khỏi phải quyền sanh nhai. Có kẻ ráng cấy cày đào cuốc, luống chuyên cần rễ bái ruộng nương, kẻ thì làm mướn bán buôn, biết bao khổ cực luôn luôn một đời. Người giàu có thảnh thơi đôi chút, bởi từ xưa quả phúc do trọn, cõi trần hái trái ngọt ngon, khỏe thân nhưng cũng vẫn còn khổ tâm. Những khổ não đã lần lượt giải, vắn tắt đây đại khái tám điều, chúng ta lấy đó làm nêu, gái trai cũng phải chịu điều khổ lao. Biết rõ khổ ta mau thức tỉnh, ráng tu hành giới định làm căn, mong cầu giải thoát trói chăng, trần khổ xa tách nhẹ thăng niết bàn. Nước mắt và đại dương. Bài thơ cảm động về đoạn đối thoại giữa Đức Phật và vị Sa Di A La Hán Đích Sa trong Tích Truyện Pháp Cú số 75. Con yêu quý, cùng ta lên đỉnh núi, con nghĩ gì khi nhìn thấy đại dương? Bạch Thế Tôn, đứng từ phụ phi thường, con đã thấy muôn nẻo đường sinh tử. Dòng nước mắt của chúng sinh tuôn đổ còn nhiều hơn nước biển cả mênh mông, còn nhiều hơn trăm con suối nghìn sông. Nỗi đau khổ là vô cùng không kể. Con yêu quý, cùng ta nhìn muôn phía, con nghĩ gì trước đại địa bao la? Bạch Thế Tôn, đứng giác ngộ sâu xa, con đã thấy từng bụi bờ đất cát, con đã thấy từng núi xanh đồi bạc, không chỗ nào thiếu xác của chúng sinh.
trong luân hồi dẫn dắt bởi vô minh. Ai có biết bao lần mình đã chết? Con yêu quý giữa rừng đêm mờ mịt, con nghĩ gì khi nghe tiếng thú hoang? Bạch Thế Tôn đứng từ ái mênh mang, con chỉ thấy yêu rừng hoang nhiều lắm. Muôn cành lá dệt nên màu xanh thẳm, bao nhiêu loài xây tổ ấm thiên nhiên. Giữa rừng hoang con thanh thản bình yên, nên tinh tấn tọa thiền không lơi lỏng. Con yêu quý giữa thế gian ảo mộng, lời và danh cháy bỏng cả tâm hồn. Ai biết rằng nơi tịch gốc cô thu, người ẩn sĩ vượt hơn điều nhỏ bé. Kinh Người Biết Sống Một Mình. Kinh Nhất Dạ Hiền Dạ. Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tề quán chính là đây. Bất động chẳng lung lay, hãy thực hành như thế. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào, tử thần có đợi đâu, làm sao điều định được. Vì thế nên nỗ lực tinh tấn suốt đêm ngày, tỉnh giác từng phút giây, an trú bằng chánh niệm. Như vậy mới xứng đáng người biết sống một mình, vì ấy đã tôn vinh đạo nhiệm màu vô thượng. Ảo mộng cuộc đời. Tấm thân tứ đại như sương khói, dòng đời xuôi ngược án mây bay. Sự nghiệp cũng tan như băng giá, thành bại thoáng qua trước tầm tay. Dục vinh như sương rơi trên lá, thương ghét thời gian cũng nhạt phai. Khổ vui được mất như ảo mộng, lành dữ đến đi ngoài tầm tay. Tháng ngày trôi qua như chớp mắt, hợp tan thương khóc chỉ thêm vây. Đời người sinh tử như gió thoảng, xuôi tai nhắm mắt dứt mộng dài. Mộng dài, mộng dài, mộng dài, mộng dài. Chuyện Một Nắm Mè. Tiền thân Tilamuthi. Hôm nay ta nghĩ đến, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người hay phẫn nộ. Nghe nói có một tỷ kheo hay phẫn nộ, nhiều phiền não. Dầu nghe ai nói ít bao nhiêu, vị ấy cũng phẫn nộ, nói lời thô lỗ, biểu lộ phẫn uất, sân hận, bất mãn. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo bắt đầu nói chuyện ấy. Thưa các hiền giả, tỷ kheo có tên này hay phẫn nộ, nhiều ưu não. Vị ấy thường nạt nộ người xung quanh như muối đổ vào lửa. Khi giận ai, tỷ kheo ấy nghiến răng kèn kẹt. Dù xuất gia trong giáo pháp từ bi và giải thoát, vị ấy không thể chế ngự cơn phẫn nộ của mình. Bậc đạo sư nghe nói vậy, liền bảo một tỷ kheo đi gọi vị ấy đến và hỏi: "Này tỷ kheo, nghe nói ông hay phẫn nộ." Tỷ kheo ấy trả lời: "Bạch Thế Tôn, có thật vậy." Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này hay phẫn nộ, mà trước kia vị ấy cũng đã như vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một con trai tên là Hoàng tử Brahmadatta. Theo thông lệ, các vua thời xưa, giàu trong thành của mình có những sư trưởng danh tiếng, vẫn gửi con mình đi đến các nước phương xa để học hỏi các tài nghệ, với hy vọng nhờ đó các hoàng tử có cơ hội nhiếp phục kiêu mạn, chịu đựng lạnh nóng và biết được cách sống ở đời. Do vậy, khi hoàng tử lên 16 tuổi, vua gọi hoàng tử đến và cho chàng một đôi dép chỉ có một lớp đế, một cái dù bằng lá, 1.000 đồng tiền vàng và dặn: "Này con thân, hãy đến Takashila và học các tài nghệ cho thật tinh thông." Hoàng tử đáp lời phụ vương: "Thưa vân, tâu phụ vương." Chàng đảnh lễ phụ vương rồi đi đến Takashila. Hoàng tử đến nhà vị sư trưởng. Đúng lúc sư trưởng vừa dạy các thanh niên Bà La Môn xong, đang đi qua lại trước cửa nhà.
Khi thấy vị sư trưởng, hoàng tử liền cởi dép, xếp dù lại, đảnh lễ sư trưởng, rồi đứng một bên. Sư trưởng biết hoàng tử mệt mỏi, liền thăm và tiếp đón người mới tới một cách thân tình. Hoàng tử ăn xong, nghỉ một lát, rồi đi đến sư trưởng, đảnh lễ và đứng đợi. Sư trưởng hỏi, này con thân, con từ đâu đến? Hoàng tử đáp, con từ Ba La Nại đến. Con là con ai? Thưa sư trưởng, con là con vua Ba La Nại. Vì mục đích gì con đến đây? Thưa sư trưởng, vì con muốn học nghề. Con có đem tiền nộp học phí cho sư trưởng không? Hay con muốn làm đệ tử hầu hạ sư trưởng? Hoàng tử thưa, con có đem tiền học phí dành cho sư trưởng. Hoàng tử liền đặt cái túi 1.000 đồng tiền vàng dưới chân vị sư trưởng, rồi đảnh lễ. Các đệ tử thường ở lại hầu thầy, ban ngày làm công việc cho sư trưởng và buổi tối học nghề. Còn các đệ tử có nộp tiền học phí được xem như con trưởng trong nhà, chỉ lo học nghề. Do vậy, vị sư trưởng thu xếp thì giờ rỗi rảnh và thuận tiện dạy nghề cho hoàng tử. Một hôm, hoàng tử đi tắm với sư trưởng, thấy một bà già trải mè trắng ra phơi và đang ngồi canh chừng. Hoàng tử thấy mè trắng liền bốc lấy một nắm bỏ vào miệng và ăn. Thấy vậy, bà già nghĩ, chắc người này thèm ăn, nhưng ngồi yên không nói gì. Ngày hôm sau, cũng vào giờ ấy, sự việc tương tự lại xảy ra. Bà già cũng không nói gì. Đến ngày thứ ba, sự việc ấy tiếp tục xảy ra. Khi ấy, bà già giơ cánh tay lên, khóc và than. Ôi, vị sư trưởng có danh tiếng để cho các đệ tử của mình lấy cắp mè của tôi. Sư trưởng quay lại và hỏi, thưa bà, việc gì vậy? Thưa sư trưởng, tôi đang phơi mè trắng. Đệ tử của ngài hôm nay ăn một nắm, bữa qua ăn một nắm, bữa trước ăn một nắm. Cậu ấy ăn như vậy cho tan nát tất cả gia sản của tôi. Thưa bà chớ khóc, ta sẽ trả tiền đền cho bà. Thưa ngài, tôi không cần tiền. Nhưng hãy dạy cậu ấy chớ làm như vậy nữa. Vậy bà hãy xem đây. Rồi sư trưởng bảo hai thanh niên nắm chặt hai tay của hoàng tử, lấy roi tre đánh trên lưng hoàng tử 3 lần và nói, chớ làm như vậy nữa. Hoàng tử phẫn nộ sư trưởng với cặp mắt đỏ kè, chàng nhìn sư trưởng từ đỉnh đầu đến bàn chân. Sư trưởng biết, với cái nhìn như vậy, hoàng tử đã phẫn nộ như thế nào? Hoàng tử chú tâm học hành, và khi học xong nghề, vẫn giữ trong tâm niềm sân hận đối với việc sư trưởng đã đánh. Chàng nghĩ, ta sẽ trả thù và phải làm cho ông ta chết, vân vân. Đến thời từ biệt, hoàng tử đảnh lễ sư trưởng và thưa, khi nào con được làm vua Ba La Nại, con sẽ cho mời sư trưởng. Lúc ấy, mong rằng sư trưởng hãy đến. Trước thái độ khẩn cầu của hoàng tử, sư trưởng hứa nhận lời mời của chàng. Từ biệt sư trưởng, hoàng tử đi về Ba La Nại, đảnh lễ phụ vương và trình bày những điều mình đã học. Vua suy nghĩ, ta còn sống để được thấy con ta. Mong rằng, khi ta còn sống, ta sẽ thấy con ta trị vì nước huy hoàng. Vì vậy, vua đặt con lên ngôi kế vị. Trong khi hưởng thụ uy lực của vương vị, hoàng tử nhớ đến sự xúc phạm trước đó của sư trưởng và khởi tâm phẫn nộ với ý định, ta sẽ giết người ấy. Vua liền gửi sứ giả đến mời sư trưởng. Ông suy nghĩ, vị vua này còn trẻ, ta không thể nhiếp phục một tân vương được, nên ông không đi. Và ông đợi vua đến tuổi trung niên mới có thể đi nhiếp phục vua được. Một thời gian sau, vua ấy đã bước vào tuổi trung niên. Sư trưởng đến trước cửa cung và nhờ báo tin vị sư trưởng ở Takashila đã đến. Vua rất bằng lòng và cho mời vị ấy vào.
Khi thấy sư trưởng đến gần mình, vua sanh phẫn nộ, con mắt trở thành đỏ ngầu, liền nói với các cận thần: "Này các khanh, hôm nay chỗ thầy ta đã đánh ta vẫn còn nhức. Thầy ta đến chắc con mang theo cái chết được ghi ở trên trán. Hôm nay mạng sống của sư trưởng sẽ không còn nữa." Rồi vua đọc hai bài kệ đầu: "Hôm nay ta nghĩ đến sự việc ông đã làm, chỉ vì một nắm mè, ông bắt trói tay ta, ông lấy cây gậy tre, đánh ta thật đau đớn. Ông không thích sống à, phạm chí không sợ sao? Khi bắt cánh tay ta, đánh ta đến 3 lần, nay còn dám đến đây." Vua lấy cái chết dọa sư trưởng như vậy. Nghe xong, sư trưởng bình tĩnh đọc bài kệ thứ 3: "Bậc thánh dùng gậy đánh, nhiếp phục hạnh không lành. Như vậy đúng giáo lý, đây không phải hận thù. Tất cả bậc hiền trí đều biết rõ như vậy." Do vậy, thưa đại vương, ngài hãy tự biết điều này. Vấn đề này không xứng đáng để ngài khởi hận thù. Thưa đại vương, nếu đại vương đã không được tôi dạy bảo, ngài thử nghĩ chắc chắn ngài sẽ tiếp tục lấy của cải người ta như bánh, kẹo, trái cây và các thứ khác, rồi ham mê các hành vi trộm cướp. Dần dần ngài sẽ bị lôi cuốn vào các việc như phá nhà, cướp đường, ám sát trong làng. Cuối cùng, các ngài đã trở thành kẻ ăn cướp đối nghịch với mọi người và sẽ bị bắt với tang vật, sẽ bị dẫn đến trước vua. Và vua sẽ ra lệnh: "Hãy đem nó đi, tùy tội phạm của nó mà xử phạt." Và như vậy, chắc ngài sẽ nhận được các hình phạt của nhà vua. Như vậy, do đâu đại vương hưởng được tất cả thành công tốt đẹp như hôm nay? Có phải đại vương nhờ tôi mà đạt được cảnh huy hoàng này không? Bằng cách ấy, vị sư trưởng đã thuyết phục vua. Các đại thần đứng xung quanh nghe ngài nói liền thưa: "Tâu thiên tử, sự thật là vậy. Tất cả uy lực huy hoàng này đều do vị sư trưởng mà có." Trong khoảnh khắc ấy, vua công nhận các đức tánh của sư trưởng và thưa: "Thưa sư trưởng, trẫm xin dâng hiến sư trưởng mọi sự huy hoàng này, mong sư trưởng hãy chấp nhận vương quốc." Sư trưởng từ chối và nói: "Tâu đại vương, thần không cần vương quốc." Vua liền sai sứ giả đi đến Takashila, mời vợ con của sư trưởng về, ban cho họ quyền lực lớn và mời sư trưởng làm vị quốc sư tế tự, đặt sư trưởng vào hàng cố vấn của vua. Từ đó, vua vâng theo lời giáo giới của sư trưởng và trọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân. Cuối cùng, khi mệnh chung, được sanh lên cõi trời. Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ kheo hay phẫn nộ đã đắc quả bất lai và nhiều vị khác đắc quả dự lưu, nhất lai, bất lai. Và ngài nhận diện tiền thân như sau: lúc bấy giờ, vua ấy là tỷ kheo hay phẫn nộ, còn vị sư trưởng là ta vậy, ta vậy, ta vậy, ta vậy.